Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Vua TV. Hôm nay mẹ mình làm bánh quy bơ rất ngon, nó thơm như bánh Danisai á các bạn. Nếu như bạn nào thích ăn bánh Danisai thì hãy cùng vào bếp với mẹ mình nhé. Và bây giờ let's go. Không về mày.